Vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã nhận được đơn của ông Đoàn Văn Khiết có địa chỉ xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Ông Khiết đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương cần xem xét lại các quy định của pháp luật, điều chỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông để gia đình ông ổn định đời sống. Theo đơn ông Khiết phản ánh, năm 1982, gia đình ông có nhận chuyển nhượng một thửa đất thổ cư có nguồn gốc từ năm 1960, diện tích đất là 2.480 m². Năm 1995, gia đình ông đã có đơn kê khai theo quy định của pháp luật, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này. Ngày 6 tháng 2 năm 1993, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Khiết tại thửa 53, tờ bản đồ số 19 với đầy đủ diện tích đất ông đã nhận chuyển nhượng, trong đó có 400 m² đất ở, 100 m² đất ao, 1.890 m² đất vườn. Năm 2001, xã Cổ Lũng được đo đạc lại bản đồ địa chính, thửa đất số 53, tờ bản đồ số 19 được đo thành thửa số 277, tờ bản đồ số 46. Ông Khiết có ký đơn kê khai. Ngày 2 tháng 12 năm 2002, ông Khiết được cấp đổi giấy chứng nhận số 00681 với đúng nội dung, diện tích như đã được cấp. Tuy nhiên, ông Khiết cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là sai nguồn gốc sử dụng đất và đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên. Ông Khiết đề nghị các cơ quan chức năng cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công nhận toàn bộ diện tích đất gia đình đang sử dụng là đất ở nông thôn. Căn cứ để ông Khiết đề nghị là Điều 50, Điều 87 Luật Đất đai năm 2003, Điều 45 Nghị định 81 của Chính phủ năm 2004, Quyết định số 24 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nghị định 84 ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ. Căn cứ theo những điều luật tôi nêu trong đơn, thì giải quyết đất ở cho tôi cấp đổi từ bản đồ 29 sang bản đồ địa chính 2017-2018 đã chỉnh sửa bản đồ 2001 là nguồn gốc phải đúng như kê khai. Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương được biết, sau khi nhận được ý kiến của công dân, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại với ông Đoàn Văn Khiết. Tại các buổi làm việc, chính quyền địa phương đã trả lời các ý kiến đề nghị của công dân. Tuy nhiên, công dân Đoàn Văn Khiết không nhất trí với các nội dung trên. Đối thoại không thành, ông Đoàn Văn Khiết tiếp tục có đơn gửi Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đề nghị giải quyết. Giấy năm 1993 cũng đã ghi rất rõ thời hạn mức đất ở và là 400 m, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002 cũng ghi rõ hạn mức đất ở. Vì vậy, các phần viện dẫn của ông trong quá trình đề nghị xin cấp lại theo các cái văn bản quyết định của tỉnh như là 1597 để nâng hạn mức lên là không thuộc đối tượng áp dụng. Đại diện chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, lãnh đạo phòng tài nguyên môi trường huyện Phú Lương cho biết, ngày 1 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Cổ Lũng có công văn gửi Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương về việc xin ý kiến giải quyết đơn đề nghị của ông Đoàn Văn Khiết. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện đã xem xét, nghiên cứu các nội dung và có ý kiến trả lời. Theo đó, việc xác định hạn mức đất ở của gia đình ông Đoàn Văn Khiết đã được cấp đủ hạn mức theo quy định tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại nông thôn. Việc tách thửa chia cho các con theo bản đồ địa chính năm 2017 là không đủ điều kiện. Năm 2004 thì ông có cái hồ sơ tặng cho con thì cũng đã lập ở xã, cũng đã được xã phê duyệt. Thì trong các cái hợp đồng hồ sơ đó thì tại cái hợp đồng chuyển tặng cho thì diện tích chia cho các con thì chủ yếu là đất nông nghiệp, là đất vườn trong khuôn viên thổ cư. Nếu thực hiện theo cái đấy, theo quy định của pháp luật thì một là cái thứ nhất là nó sẽ thiệt thòi cho hộ dân là về cái tiêu chuẩn đất ở. Cái thứ hai nữa là hiện tại thì cái vị trí ranh giới đối với cái hồ sơ lập tại thời điểm đến nay thì nó cũng không phù hợp với thực tế, mà thực tế các hộ các con ông đang sử dụng thì nó đã có cái sự biến động. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức cuộc đối thoại với ông Đoàn Văn Khiết, trú tại xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Nội dung cuộc đối thoại là giải quyết đề nghị của công dân có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Khiết. Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn giải thích rõ các nội dung có liên quan, ông Đoàn Văn Khiết đã hiểu rõ các quy định của pháp luật áp dụng đối với trường hợp của gia đình.
Qua đây chúng tôi thấy là đối với các cơ sở thì phải tăng cường cái việc là tổ chức đối thoại rồi tuyên truyền đối với người dân để hiểu rõ các cái cơ chế chính sách quy định pháp luật đất đai để hạn chế cái việc là đơn thư vượt cấp và kéo dài. Như vậy, nội dung kiến nghị đề xuất của gia đình ông Đoàn Văn Khiết đã được các cấp ngành của huyện Phú Lương giải quyết dứt điểm. Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã phân công giao nhiệm vụ cho các phòng ban đơn vị liên quan sớm hướng dẫn ông Đoàn Văn Khiết hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tặng cho theo đúng quy định của pháp luật.